kỷ niệm nó có nhiều, nhất là âm nhạc. Một trong những loại nhạc tiêu biểu cho miền Bắc đó là chèo cổ Bắc Phật. Mà thú thật từ nhỏ tôi nghe không vô được. Không phải là tại vì nhạc dở, mà tại từ nhỏ tôi nghe quen vọng cổ rồi. Nhưng khi càng lớn lên càng nghe thì thấy nó có một cái gì, một cái gì mà tại vì lúc trẻ mình chưa có thấy được, cho đến bây giờ mình mới cảm nhận được. Và đặc biệt lần này chúng tôi dùng cái chèo cổ Bắc Phần như để đưa quý vị về với quê hương và kỷ niệm. Nhưng nếu quê hương và kỷ niệm êm ả hoài chúng ta buồn lắm. Chúng tôi dùng cái lối hài qua cái chèo cổ Bắc Phần. Mà đặc biệt cái chèo cổ Bắc Phần rất khó hát, mà bắt hai người miền Nam rạc để hát chèo cổ Bắc Phần, đây là cái chuyện khó làm. Mời quý vị xem và thấy khó cỡ nào mà hai người này diễn như thế nào để chúng ta cười được hay không. Kính thưa quý vị, Lê Huỳnh và Betty. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về chưa một mình. Chi nay anh ở đâu, em vẫn ở không, cho nên em còn lòng y bông. Ôi giời ơi, sao mà ngày hôm nay trời nóng bức thế này nhỉ? Ôi, kéo xuống tí cho nó mát nào. Ai lại hở hang thế kia? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ai đấy? Ôi giời ơi, này 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 các bác ơi, bác anh làm cho em giật nãy cả mình đây này. Ôi giời ơi, trời nóng bức quá cho nên em kéo xuống tí cho nó mát đấy mà. Thì ra thế. À, này các bác ơi. Ơi. Thế ngày hôm nay em lên chùa có phải xưng danh không nhỉ? Phải xưng chứ. Không xưng ai mà biết, không xưng ai biết danh mà mò. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Cái gì mà mò với mắm ở đây nhỉ? Này các bác ăn nói cẩn thận đấy nhá. Tôi đích danh Thị Cào, con gái Phú Ông. Thầy mẹ tôi một lòng tôn kính. Hôm nay tiền cùng gạo tôi lên chùa tiến cúng. Là Thị Cầu hay Thị Màu? Là Thị Cào. Rồi thảo nào, Thị Màu sắc nước hương trời, Thị Cầu nhìn trước ngó sau. Trời ơi, cứ phẳng lì lì ra là thế nào? Này, phẳng lì thì cũng của bà, chứ có phải của nhà ông nhà cha chúng mày đâu mà chúng mày chung chéo lên đây hả? Thế hôm nay lên chùa có việc gì nào? Dạ, hôm nay nghe đồn xa đồn gần là trên chùa này có một chú tiểu mặc đẹp như là sao băng, mới lưu lạc tới chùa này cho nên cầu đến đây để... Ấy, 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 chưa gặp mà đã tương tư, người đâu mà lẳng lơ thế cơ chứ? Lẳng lơ mới có con bồng, nhu mì như chị, nằm phơi cả đời đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch nhà sư trong đấy mau giao người, còn tôi thì giao hàng. Mau mau, tôi còn về, kẻo thầy U tôi đang đợi ở nhà đây. Cứu con. Này 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 này, cái chú tiểu kia. Sơn xa, sơn xa.
Nhảy bổ ba ba, ngã lăn đùng ra đấy là toán lên là thế nào? Dạ mới sáng sớm em ra sân chùa mà em gặp một động vật lạ thì em không la thì em phải làm thế nào? Úi giời ơi. Này em nhỏ, lại chị bảo. Mô Phật. Thế ở đây có bao nhiêu tiểu? Dạ. Ở đây có bao nhiêu tiểu? Ôi dạ dạ dạ, sáng giờ em chỉ tiểu có một lần thôi. Em xin tờ đấy, em mới tiểu có một lần thôi ạ. Úi giời ơi, rõ khổ mà. Ta hỏi tiểu đây là có bao nhiêu chú tiểu trong chùa, chứ có hỏi tiểu tiêu đâu mà trả lời như thế hả? Dạ còn mà là còn đại sư phụ. Úi giời ơi, chùa với chiền cái gì mà quắng tanh quắng teo thế này? Có mỗi sư phụ với lại tiểu thôi à? Úi giời ơi, không nhẽ là thằng tiểu luôn này. Úi giời ơi, úi giời ơi, thế là chết rồi, chết khổ đời ba rồi, nhầm lộn rồi. Úi giời ơi, chết rồi, khổ hàng rồi. Mô Phật tội lỗi, tội lỗi. Xin thí chủ tôn trọng chốn thiền môn. Ở đây là nhà chùa, chúng tôi chỉ ăn chay, không ăn thịt. Này, hôm nay là Phật lịch 2550, ta ăn chay, thịt đâu mà cô? Dạ, chứ đây không gọi là thịt thì gọi là gì? Đây mà là thịt à? Là mỡ đây. Trời ơi, nhưng mà ta mặc vậy cho nó thoáng đấy mà. Dạ, thời tiết này thí chủ mặc như vậy không sao. Thí chủ không lo cho sức khỏe của thí chủ thì thí chủ cũng phải lo cho sức khỏe của khán giả. Một mình em ói không sao, nguyên cả giạp ói ai hốt. Thế lúc nhỏ không có đi học à? Không nghe dân gian người ta có câu là xấu che tốt khoe hay sao? Còn cứ mau qua bên kia lấy lễ vật, nhanh! Dạ, cảm ơn thí chủ. Bây giờ thì tiểu khấn rồi cầu vái nhá. Vâng ạ. Xin vái mười phương tám hướng A Di Đà Phật, Tam Bảo Như Lai, của ai phước nấy khấn nguyện thập phương. Kính trình Tam Bảo lòng người hiếu đạo, đem của cúng chiền trăm nén cúng tiên, một tiền cúng kể không cần vật lễ cứ hệ hành tâm, và tổ chứng lên quỷ thần chứng chiếu A Di Đà Phật. Niệm kinh Phật mà sao làm nhanh thế, giống như là hát nhạc giáp thế hả? Rồi làm cầu đây nhảy muốn đứt cái dây chằng rồi đây này. Nếu mà em không hát theo nhịp vậy thì chật nhịp Phật không có chứng đâu cầu ạ. Này tiểu ơi, sao mà đầu đuôi của tiểu có một khúc thế hả? Này, thế không nhỏ thì ai gọi là tiểu, không hiểu thì ai gọi là khôn, không chôn thì đâu gọi là kẻ cắp, mà không bắt được thì ai gọi là gian, không an thì... Này, ta mới bắn ra có một phát thôi mà làm gì giả lại ta cả nghìn phát đấy hả? Úi giời ơi, người thì bé chót, mà cái mỏ thì ngoan ngoắt như là thần điêu đại hiệp. Hở tí là điêu, hở tí là điêu. Úi giời ơi, mà nghe đồn là trên chùa này có một chú tiểu, cổ cao ba ngấn, mắt én mày ngày, vai hai thước rộng, thân 10 mét cao, đáy dài 2 tấc. Thế mà sao gặp cái thằng này nó lùn quá. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thí chủ lớn rồi mà còn dại thế. Lời đồn thì lúc nào nó cũng dễ sợ. Nếu mà em không quảng cáo rầm rộ lên thế thì những gái ế như thí chủ đâu có đến cúng dường A Di Đà Phật. Tôi ế thì thế nào hả? Ế mới lấy đi tìm tiểu đây này. Rõ khổ mà, người đâu mà bé tí thế này. Thân hai tấc rộng, người có 1 mét cao, kinh quá. Thế thí chủ lên đây cúng dường cúng Phật hay là thí chủ đi check hàng? Này, chùa nào mà chẳng có Phật,
hả? Chủ yếu ta lên đây là kiếm ra tiểu đẹp, tiểu bảnh trai, nói chung là hàng chuẩn, hiểu chưa? Dạ, thế thì yêu cầu của thí chủ quá cao, chùa em đây đáp ứng không nổi, xin thí chủ đi chùa khác vậy. Này, đuổi phải không hả? Bây giờ đuổi bà phải không hả? Thế thì trả cái mâm lễ vật lại dây cho ta. Dạ, nhưng mà chùa em có một cái luật lệ nó hơi khắc nghiệt, là hễ vật lễ cúng rồi xin miễn giả lại. Và lại thí chủ đã cúng chùa rồi mà tính toán thế, phải tội thí chủ à. Tội bà gì chú hả? Muốn giật luôn phải không? Úi giời ơi, mâm lễ vật này là một mâm một đầu tiên ta đi sáng giờ tới mấy chùa rồi đấy. Úi giời ơi, mô mô cái gì mà mô? Có trả mâm lễ vật này cho ta hay không hả? Hay là muốn bà xăng tay áo lên bà chơi với mày hả? Mô cái gì mà mô? Có trả ngay hay không hả? Cái thằng kia hả? Làm cái gì đấy hả? Úi giời ơi, tránh cái thằng khùng hay là gặp ngay cái thằng điên này. Thôi bà đi về. Đúng rồi. Cái gì đấy? Úi giời ơi, úi giời ơi, bớ là ngước ơi, bớ là ngước ơi. Thằng tiểu luôn nó hiếp tôi đây này, nó hiếp tôi đây này. Lại, sao lại có những loại người cứ thích chặn họng người ta thế nhỉ? Coi lại mình đi, ai mà dám có can đảm hiếp thí chủ? Mà cả cuộc đời của ta, thí chủ có thể nhục mạ ta thế nào cũng được, nhưng không được nhắc đến cái chữ lùn. Vì bình sinh ta đây kỵ chữ lùn. Cả dòng, cả họ nhà ta chỉ có một size là lùn. Này, thì lùn nói lùn, có cao đâu mà nói cao. Trời ơi. Nhưng mà sao càng nói chuyện với tiểu thì cầu đây càng cảm thấy tiểu nói chuyện có duyên quá. Úi trời ơi, trời ơi, sao mà càng nhìn tiểu thì càng thấy tiểu đẹp dai ra đó nhỉ? Trời ơi, trời ơi, càng nhìn càng thấy đàn ông hơn. Mà này nhá, lần đầu tiên trong đời của cầu đây có một người dám đánh cầu đấy. Úi trời ơi, này tiểu ơi, này đánh cầu đi, đi đánh đi, đánh cầu đi tiểu ơi, nè đánh cầu đi. Úi trời ơi, úi trời ơi, sao mà nó sướng thế này. Úi trời ơi, này tiểu ơi, tiểu đánh cái gì mà điệu chảy nước ra thế hả? Để cầu lau nước cho tiểu nha. Úi trời ơi, úi trời ơi, tiểu ơi, sao mà tay tiểu mịn màng thế hả? Mềm mại thế này. Tay ta mềm là để ta quét la đa. Úi giời ơi, thế sao mà da mặt của tiểu mịn màng thế kia hả? Da ta mịn là tại vì ta ăn đậu. Thế à? Không được, cầu ganh tị, cầu ganh tị. Bùng bừng trong lòng tôi rồi. Em yêu tiểu, cầu yêu tiểu lắm rồi. Úi tiểu ơi, tiểu cho em ôm tiểu cái đi. Trời ơi, đủ rồi, đủ rồi. Cái gì đấy? Ai mà đồng loại ăn thịt đồng loại bao giờ? Thế nào, thế nào? Thế là thế nào? Thế là ta là thịt cầu là thế nào? Là gái đi nhá. Úi trời ơi. Thế thế đây là lá đa à? Úi trời ơi, đây là lá mít. Úi trời ơi. Này 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 con kia, giả trai ra tính dụ bà hả? Úi trời ơi, sao sáng giờ không nói, làm bà mất phí thì giờ cả ngày trên chùa này. Gái này, nhắn cho gái đấy biết nhá, gái này khi xưa cũng vang 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 vọng một thời giang hồ nhá. Thì thế nào? Thì hôm nay ta chỉ là mượn cửa Phật để mà nấu thân, mượn câu kinh kệ để mà lửa sạch lỗi lầm khi xưa. Nhưng mà trời ơi, cây nó muốn lặng mà gió nó chẳng có ngừng. Phật tổ trên cao, Phật tổ trên cao chứng giám cho con nhá. Năm nay á là con tu, tính ra là cũng là 2 năm con tu rồi. Nhưng mà hôm nay
tại cái con lăn loàn này nó phá con dữ quá. Phật, cho con xin con nghỉ tu 5 phút nhá Phật. 5 phút thôi, 5 phút rồi con sẽ dạy cho con lăn loàn này một bài học. Cảm ơn Phật. Này này này, mày tính làm gì ba hả? Mày tính làm gì ba? Thế Phật tổ nói với mày như thế nào? Phật tổ nói ta là phải đánh mày. Ui trời ơi. Còn hơn là ta tu 9 kiếp. Cái đồ con răng chuột mặt sẹo mụt rồi thấy gớm. Ui trời ơi. Bà hôm nay bà không đánh mày thì bà không thành chánh quả. Nha. Ui trời ơi. Nha. Ui trời ơi. Nha. Ui trời ơi. Đập cho mình này. Đập cho mình này. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Sao lại cứng thế này? Nó không phải là mít. Nó là cuốn mít. Này 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 con kia, đánh xong chưa? Hả? Đánh xong chưa? Xong rồi. Xong rồi phải không? Này, bây giờ tới bà. Tao đánh cho mày chết nè cái thằng.